Chào mừng các bạn đã đến với kênh PVZ2MK. Các bạn hãy đăng ký kênh PVZ2MK để có thể theo dõi được nhiều video trên kênh của mình hàng ngày nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ chơi Thế giới Penny Pursuit. Thế giới Penny Pursuit tuần này sẽ có những khó khăn gì chờ đón chúng ta? Mình sẽ chơi ở các plan level 1 thôi nha. Các plan level 1 và ở map số 1 này, 3 năng lực Penny mình chọn đó là năng lực tạo khiên chắn, năng lực tạo ớt lửa và một cái năng lực để lấy săn nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Ở map này chúng ta sẽ phải đối đầu với con Gargantua La Mã kìa, cái máy bắn binh và một con bò. Các plan mình chơi sẽ bao gồm có cỏ điện, hoa thu nhỏ, wasabi, squat, băng không săn, Riveter và con dưa băng, Wintermelon. Chúng ta sẽ trồng cỏ điện là chính nhé, bởi vì chúng ta phải đối đầu với rất là nhiều gà luôn. Gà thì cỏ điện nó giật quá tuyệt vời rồi. Đấy, gà lên bao nhiêu là cỏ điện nó giật cho cháy thành tro hết bấy nhiêu luôn. Bò kìa, chúng ta thỉnh thoảng đặt ra thu nhỏ lại là gà lại biến mất ngay. Đồng thời mấy con bò kia mà bị thu nhỏ lại thì nó sẽ yếu thôi, chúng ta giật vài phát là nó chết. Mình sẽ trồng thêm một cây dứa băng ở khu vực hàng thứ hai nữa. Ok, trồng hai con dứa băng thôi là đủ. Ném vào cho bọn zombie nó đi chậm lại, không thể đi nhanh được. Chúng ta có hai cái bức tường chắn ở giữa sân như thế kia thì zombie làm sao thì đi qua được. Máy bắn binh kia, nào tiêu diệt máy bắn binh ở trước. Nó bắn, úi rồi, nó máy máy bắn binh nó bắn xuyên qua cái màng chắn của chúng ta luôn. Nó bắn xuyên qua mà cái ánh sáng xanh của chúng ta, chết cây đằng sau ánh sáng, quá lợi hại. Bắn quả chết mất dứa băng của mình, xót thế, cây đấy tận 500 săn, tích mãi mới được trồng đủ. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ trồng lại mới nhanh thôi. Úi dồi ôi, ăn mất hoang dương của ta từ kia, ăn mất hai cây hoang dương rồi. Nó mà ăn hết hoang dương thì chúng ta không có tiền để trồng cây đâu. Con Gargantua kìa, Gargantua bị thu nhỏ rồi. Úi dồi ôi, năng lực ớt lửa tiêu diệt nó luôn, ôi bấm nhầm rồi. Bây giờ chúng ta tiêu diệt nốt cái máy bất bình là xong. Lại thêm một lượt gà nữa. Chúng ta chỉ còn phải đối đầu khoảng 10 giây nữa thôi. Cố lên, với 10 giây còn lại thì bọn zombie không có cơ hội đi lên sân nhà chúng ta nữa rồi. Tự dưng đoạn này gà đã ra nhiều thế. Và hết giờ. Như vậy chúng ta đã vượt qua map số 1 này rồi. Rất nhanh và cũng không có quá nhiều khó khăn dành cho các plan của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến với map số 2. Ở map số 2 này chúng ta sẽ chọn 3 năng lực Penny, bao gồm khiên chắn, ớt lửa và thêm một năng lực nữa, thu nhỏ zombie đi. Ok, thu nhỏ zombie sau mỗi 30 giây sẽ có 3 zombie bị thu nhỏ. Lần này chúng ta sẽ chơi ở map cướp biển. Tiếp tục các plan mình chơi bao gồm có cỏ điện, wasabi, squat, băng không săn. Mình sẽ chọn thêm con đậu lò xo, một con xin vai để cung cấp săn và con Stalia là zombie đi chậm. Chúng ta sẽ có hai con không săn ở trên sân, băng không săn và con Stalia. Con Stalia này ở level 1 thì nó chỉ có làm cho zombie nhiễm cái khói tím và đi chậm lại một chút thôi, chứ không có khả năng đẩy lùi. Phải lên level 5 hay sao nó mới có khả năng đẩy lùi. Nào mấy thằng cự thuyền trưởng kìa, con chim kìa, ôi rồi, oh, nó gắp ngay mất con xin vai của mình. Mới có cỏ điện mà không giật chết được con chim, quá yếu luôn. Con chim phải lợi hại thế nhở, giật chết nó rồi, tuyệt vời. Kìa mấy cái thằng đu dây kìa, đu dây chúng ta sẽ đặt con đậu lò xo ở chỗ mép nước đấy, nó đu dây là đậu lò xo nó hất bay nó xuống nước luôn. Ở khu vực phía trên kia rất là đông đúc, rất là đông zombie, kèm theo có hai khẩu pháo nữa. Một khẩu pháo bắn IOP đã bị đốt cháy. Plafood này, Plafood thì chúng ta sẽ cho đậu lò xo Plafood, nó sẽ hất bọn zombie xuống sân ngay, dậm một phát bọn zombie rơi xuống nước. Rất nhiều zombie phía trên, chúng ta sẽ tiếp tục trồng thêm cỏ điện, giật chết bọn đấy đi. Còn mấy thằng đu dây không sợ, đu dây chúng ta có Plafood phát là cho nó xuống biển đi tắm luôn. Con chim nữa kìa, nào giật chết con chim nha anh em. Ui rồi, bao nhiêu thật tuyệt vời. Cứ tưởng là mấy con cỏ điện mà không giật chết con chim thì quá kém luôn. Chúng ta sắp vượt qua được map này rồi, cố lên nào. Đậu lò xo này dậm này xuống nước. Ok, nào còn con nào nữa không? Fire away, cái máy bắn bình lúc nãy thì làm máy bắn pháo VIP, bây giờ lại một chút nó bắn ra cái bình. Bắn bình đi đâu, nó bắn ra mấy cái con hiệp sĩ La Mã, mấy con này khỏe đấy. Nào bắn tiếp, ui rồi nó sắp đi vào nhà rồi kia. Dùng đậu lò xo hất lùi nó lại,
Ôi dồi ôi, tuyệt vời, nó đã bị ớt lửa, năng lực ớt lửa đốt cháy rồi. Như vậy là chúng ta đã tiếp tục qua được map số 2 của thế giới Penny Pursuit. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với map số 3. Ở map số 3 này chúng ta sẽ tiếp tục chỉ chơi chế độ một quả ớt mà thôi, bởi vì cấp plan của mình là level 1 mà. Map số 3, 3 năng lực Penny phải chọn. Khiên chắn này, thằng quả thu nhỏ zombie này, ớt lửa đi. À, quả năng được Zalepelo thỉnh thoảng đốt bọn zombie cho vui. Ồ, trận đấu này thì chúng ta sẽ phải chiến đấu và tiêu diệt cái con các đứa zombie nhá. Con này máu của nó khá là trâu đấy và cũng khá là lợi hại. Chúng ta trồng quả điện ra. Các plan mình chơi trong Penny Pursuit tuần này chủ đạo sẽ là quả điện, một plan hàng free. Đấy, còn nào, giật nào. Trong trận đấu này thì mình sẽ không được sử dụng bất kỳ một plan lấy săn nào cả. Nó cho mình sẵn 1700 săn thôi, trồng hết thế là thôi. Đấy, mình trồng có điện phát gần hết săn rồi, để lại để dành 200 săn để thỉnh thoảng có việc gấp trồng thì trồng. À, mình đặt một cây hoa thu nhỏ ở đây. Tất cả plafood thì mình sẽ sử dụng dùng cho hoa thu nhỏ nhá. Thu nhỏ zombie. Ôi rồi, thu nhỏ lại, nó sẽ yếu đi và chúng ta tiêu diệt dễ hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể thu nhỏ được cái con các zombie rồi. Hai con các zombie nó chạy ra kìa. Các zombie nó chạy ra, nó sẽ ném não cho một zombie ăn và zombie sẽ biến thành khổng lồ. Zombie biến thành khổng lồ thì mình sẽ cho hoa thu nhỏ ăn vào phút, biến hết bọn zombie trên sân thành tí hon luôn. À, ném não nhiều thế, ok, nó chạy rồi. Kìa thằng quang dây, quang mic kìa. Quang mic này, chúng ta không có plan nào ở khu phía trên cả nên không gì phải lo. Còn con các đơn vị nào nữa không, chạy nốt ra đây. Ôi nhiều zombie thế, thu nhỏ lại rồi, thu nhỏ nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt nó dễ thôi. Có hai loại zombie mình không thu nhỏ được, đó chính là các đơn zombie và con zombie sát thuật kia. Đấy, zombie lên nó hồi máu cho bọn zombie đi phía trước, nó rất lợi hại ấy nhờ. Chúng ta cần phải tiêu diệt cái con phép thuật này càng nhanh càng tốt. Nếu không là cứ hồi máu là chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc đánh bại zombie. Ok, chúng ta tiêu diệt được nó rồi. Ôi rồi, tiêu diệt hết luôn. Và như vậy chúng ta tiếp tục qua được map số 3 của thế giới Penny Pursuit. Bây giờ chúng ta sẽ đến với map số 4. Map số 4 liệu có khó khăn gì không nào? Nào, có khó khăn gì không? Ô, map số 4 chúng ta sẽ được chơi trong Arena. 3 năng lực mình chọn: năng lực khiên chắn, năng lực ớt lửa và năng lực thu nhỏ zombie. Bắt đầu. Trong trận đấu này chúng ta sẽ chỉ cần phải sống sót sau 2 phút mà thôi. 2 phút, một thời gian cũng có thể nói là không dài lắm đâu. Chỉ một lúc là hết. Bọn zombie thì tốc độ đi chậm như thế kia thì đi bộ không đã hết 2 phút rồi, chứ đừng nói gì phải đối đầu với các plan của chúng ta. Có Zomboy đi lên kìa, nó cản đường con zombie. Zombie muốn đi lên sân nhà chúng ta phải đánh nhau với con Zomboy. Làm sao mà đánh được khi mà Zomboy còn có sự kết hợp của cỏ điện ở phía sau nữa. Cỏ điện và hoa thu nhỏ. Thu nhỏ bọn bò lại. À, thu nhỏ này. Thu nhỏ bò lại ngay. Chúng ta chỉ còn có khoảng 50 giây nữa thôi. Với thế trận như thế này, càng ngày mình trồng càng nhiều. Bọn zombie nó sẽ không có cơ hội để lên sân nhà đã rồi. Rất đơn giản thôi. Tiêu diệt nốt nào. Còn 30 giây nữa thôi. Có thằng gang của tôi nào không? Đi ra hết đây. Chúng ta chiến hết. Gà này. Ok, hết giờ, đến nơi rồi. Không còn gang tôi nào cả. Và đây cũng sẽ là phần chơi cuối cùng trong video ngày hôm nay mình gửi tới dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành trên kênh PVZ2MK cũng như kênh MK Thời Tiết của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở video tiếp theo thì mình sẽ chơi con robot và đánh map cuối cùng sau. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.